Chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam giải cầu lông Ngọc Minh Sport mở rộng phía gần màn hình cặp đôi Hải Quân đến từ Hà Nam. Phía sau màn hình cặp đôi Giang Phú. Tỷ số 1-0 cho Giang Phú. Cầu tốt từ anh Minh Phú, điểm số 2-0. Một cầu quá chát. Cái cổ vũ cho thầy giáo rồi. Chú anh ấy mở lớp ở cầu lông của Hà Nam. Một cầu ngoài sân khá nhiều. Điểm số 1-3 cho Hải Quân. Trận đấu này phía bên kia anh Minh Phú là chủ công. Điểm 2-3. Một pha cầu lỏng khá hay. Trận đấu các vận động viên còn hơi cóng, đánh hỏng khá nhiều. Đội điểm 6-3. Điểm 5-6. Chém tiểu cầu lỏng tay rất hay. Điểm số 7-5 Minh Phú giao cầu. 6-7. Giữ căng về mặt điểm số nhưng đường cầu hay thì chưa thấy. Đường Viên Quân có anh ta phát cầu rất khó chịu. Anh Mai Hùng theo dõi trận bán kết, đội Viên Quân cũng đã có một số tình huống ăn điểm và những quả phát cầu sở trường như vậy. Điểm 8 đều. Chung kết xem chán quá. Nhưng mà yên tâm là cuối về sau sẽ hay, các bạn nhìn vào tay rồi. Hai nhịp. Tranh nhau rồi, đánh đánh thế nhỉ. Điểm 9-8 của Hải Quân.
18. Điểm số 15 đều. Rất bình tĩnh nhưng cầu không qua lưới. 16-15, hai đôi vận động viên tiến hành đổi sân. Vậy là trận chung kết sẽ chỉ đánh một set 31 thôi. Rất đáng tiếc. Nếu được 3 set thì sẽ hay hơn rất nhiều. Có thể set đầu không hay nhưng hai set sau sẽ rất hay.
điểm 17-15. Tiếc quá, bên kia đang bị loạn đội hình, bên này đập vào lưới. 16-17, điểm số khá là căng. Cho Giang Phú. Vẫn còn một lần nữa rất hay. Rất tiếc của ngoài sân. Số 20-17, các vận động viên tiếp tục thi đấu. Sân bên kia đánh ke tay sao đánh hỏng nhiều, hai bên đều ke nhau. Bắt lưới rất chủ động, 22-17, khoảng cách 5 điểm rồi. Thank you.
18-22. À, bị lừa rồi, đừng có ham vô. Đầu tiên đó phát cầu, đừng có ham vô. Xác định đó là một pha bắn cầu nên cho cặp đôi Giang Phú điểm số. Theo Hùng thì nên phát cầu lại. Ok, phát cầu lại. Như thế thì ổn hơn. Cắm 26-18 rồi, khoảng cách đã là 8 điểm, trong khi bên kia tâm lý vẫn chưa ổn định lại được. Thank you.
28 cơ hội là vẫn còn cho Hải Quân. Viên nghỉ khá lâu. Trận đấu tiếp tục, vận động viên câu giờ quá. 29-25. Giang Phú giao cầu, chỉ còn 2 điểm số nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Cầu rất hay, một pha thủ cầu siêu hảo diệu của Nguyễn Giang. Trận đấu kết thúc.